Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Phượng Vlog Sức Khỏe Là Vàng. Thì cả nhà có biết Phượng đang ngồi ở đâu đây không? Phượng đang ngồi bên vườn rau của mình. Và đây là những cái thành quả Phượng đã có được sau một tháng gieo trồng nha cả nhà. Bên này là rau mùng tơi, còn bên này là rau muống này. Rau muống đúng là đúng một tuần luôn, một tháng luôn là Phượng xã đã có được cái sự thu hoạch nha cả nhà. Rất là tốt luôn. Để Phượng quay ngược camera cho cả nhà xem nha. Xanh luôn cả nhà ơi. Đây, Phượng đã hái một ít đây đây nè cả nhà. Đó. Cái lá nó to đùng luôn. Lá như cái quạt luôn, quạt mát luôn. Rất là xanh tươi luôn. Và đây, giới thiệu với cả nhà, đây là cái vườn rau muống. Cái luống rau muống mà Phượng đã quay trước đây á, thì là đây là một tháng, đúng một tháng kể từ ngày Phượng gieo hạt nha. Thì hôm nay á, thì là Phượng có hứa với các con á, là ngày hôm nay là ngày thông báo điểm chuẩn cho thằng con trai. Thì cho dù đậu vào trường nào thì mẹ cũng sẽ làm một cái bữa lẩu và chính rau vườn của nhà luôn cho các con ăn. Đó. Thì cũng khoe với cả nhà tí là bữa mua được con gà. Gà tươi, thật sự là bây giờ thực phẩm rất là hiếm và đắt nữa. Nhưng mà mua xong rồi không dám ăn. Tại vì cũng mua được có một con thôi, thành ra là để dành, nói hôm nào để điểm chuẩn của các trường đại học báo về thì mẹ sẽ ra hái rau và làm bữa lẩu cho các con ăn. Đó. Tuyệt vời không cả nhà ơi? Bây giờ Phượng sẽ hái nha. Nè, vườn rau đã chưa? Đó, có công vun sới thì có ngày chúng ta sẽ gặt hái được cái thành quả. Cho nên là tất cả mọi người hãy chúng ta hãy lạc quan và tạo cho chúng ta một cái tinh thần thoải mái, và trong bất cứ bối cảnh nào thì chúng ta vẫn có thể kiến tạo được những cái việc công việc hàng ngày để chúng ta làm, và chúng ta quên đi những cái lo âu phiền muộn. Thì cái đại dịch này là kéo dài rất là lâu, cho nên Phượng nghĩ là tất cả chúng ta nếu mà có cái tinh thần lạc quan á, thì thường thường cái tinh thần nó sẽ tạo cho ta cái hành động. Thì bắt đầu ở nhà giãn cách một cái thì Phượng đã nghĩ ra cái ý là mình sẽ trồng rau và làm một cái vườn thuốc nam, để sau này khi mà xong dịch rồi á, thì chúng ta sẽ có một cái vườn rau rất là đẹp. Bây giờ Phượng hái rau nha cả nhà. À, hái mình ngắt từ dưới lên khoảng ôi có cái rau đã trên này cả nhà ơi, to đùng luôn này, ăn lẩu tuyệt vời luôn cả nhà, ngon lắm luôn. Đây, đã chưa, tuyệt vời không? Cái giống rau này á, nó rất là mềm và nó cũng lớn nữa, nó cũng to nữa. Cái này lần trước Phượng có, năm ngoái Phượng có trồng rồi á, thì là mình mà để cho nó cứ lớn á là nó dài cả 70-80 phân luôn á, dài lắm. Đó, thay vì chúng ta cứ ngồi buồn chán thì chúng ta hãy tìm một cái việc gì đó chúng ta làm thì nó sẽ dễ dàng vượt qua. Thì cái đại dịch này á, thì cả thế giới đều ảnh hưởng chứ không riêng mình ai hết. Thì Phượng nghĩ là mỗi người chúng ta hãy thay đổi cái cách suy nghĩ đi một chút xíu thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua. Và chúc cả nhà một buổi sáng thật là bình yên. Và đây, sau một hồi thì Phượng đã có một cái rổ rau, vừa rau mùng tơi vừa rau muống, để cho chuẩn bị cho cái bữa lẩu tối hôm nay nha cả nhà. Thì rất mong cả nhà ủng hộ bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Phượng có động lực làm những cái video tiếp theo và gửi đến cho tất cả mọi người những cái hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày và những cái chia sẻ bổ ích cho gửi tới tất cả mọi người nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Cũng đem rau vào nhà đây.